Dạ thì đến với cuộc thi hôm nay thì Thanh Trúc xin chúc cho quý ban giám khảo cũng như quý vị đại biểu cũng như quý vị quý khán giả đến đây một năm mới sức khỏe và làm ăn phát tài, và xin chúc cho hội thi được diễn ra thành công tốt đẹp. Xin được cảm ơn ạ. Giao con trống.
Xin chúc mừng thí sinh Thanh Trúc vừa hoàn thành phần dự thi của mình. Tiếp tục chương trình, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Trang, ca khúc Ước Nguyện Đầu Xuân. Qua phần dự thi của đơn vị xã Mỹ Lợi A, số báo danh 12, Nguyễn Đặng Huỳnh Cẩm Thi.